Xin chào tất cả mọi người đã đến với kênh YouTube Trịnh Văn Mobile nha. Bên mình là chuyên mua bán giao lưu và trao đổi điện thoại nha mọi người. Địa chỉ là số 6 xẹt 9 đường số 44, phường 14 Gò Vấp nha. Địa chỉ thì mình có để dưới phần mô tả của video nha. Anh em nào mà xem video thì kết dưới phần mô tả này, nó sẽ có địa chỉ cụ thể. Số điện thoại của bên mình là 0839 444 400. Số thứ hai là 0606 8748 nha. Thời gian làm việc và Zalo là mình đều xài hai số này luôn nha mọi người. Anh em nào mà nhắn tin qua trang fanpage á, thì kích vào đường link ở dưới phần mô tả video này cho nó chuẩn nha. Tại vì trang fanpage hiện tại á, có một số người á, người ta lập ra trang fanpage để lừa đảo nha. Trang fanpage chính chủ của bên mình đây, Trịnh Văn Mobile. Trang fanpage của mình có để số điện thoại nè. Với lại là có nội dung của mình là có 2.000 người thích rồi nha mọi người. Còn có một cái trang fanpage giả mạo là 1.300 người đây nha. Anh em nào mà vô trang fanpage này là nó lừa cọc nha mọi người. Cẩn thận cái trang fanpage này lừa đảo nha. Bên mình thì bán hàng á, thì nói chung là tùy theo máy. Có những cây máy thì bên mình sẽ bảo hành là 3 tháng một đổi một. Có những cây nào mà bảo hành thấp hơn bên mình sẽ nói rõ nha. Nói rõ trên video thời gian bảo hành cho mọi người dễ mua. Phụ kiện đi kèm theo máy của bên mình bán ra là gồm là cáp sạc và tai nghe nha mọi người. Đầy đủ cho anh em cáp sạc và tai nghe. Đầu tiên mình giới thiệu cái này là cây VinMax Star 4 nha. RAM 2 bộ nhớ trong 32GB. Máy đẹp keng 99 nha mọi người. Star 4. Con này thì bên mình bán với giá là 1.550.000. VinMax Star 4 1550. iPhone 11 nha. Con này là nó có cái cường lực nha mọi người. iPhone 11 mình có 2 cây. Pin mấy con này thì còn tầm 85% nha mọi người. iPhone 11 nguyên zin. Có 2 màu nha. Hai cây này bên mình bán với giá là 10.400.000. S10 5G. Máy này thì còn đẹp 98 nha. S10 5G. Cây này bên mình bán với giá là 5.950.000. Trầy nhẹ thôi nha. 5.900.000 thôi. Trầy rất là nhẹ. 5.900.000. Cây này thì trầy nhiều hơn xíu. Cây này bên mình bán với giá là 5.750.000. S10 5G nha. Mình có cái cây này thì nó đã thay nắp lưng rồi nha. Thay nắp lưng rồi, máy thì nguyên zin S10 5G luôn. Cây này bên mình bán với giá là 5.100.000 nha. Những con S10 5G thì bên mình chỉ bảo hành cho anh em 1 tháng thôi nha. Cây này là cây Note 10 LED, hàng chính hãng, hơi trầy nhẹ nha. Bên mình sẽ thanh lý với giá là 9 triệu. Note 10 LED. Mình có chính hãng, hàng chính hãng trầy nhẹ là 9 triệu nha mọi người. Mình có một cây bản Mỹ luôn nha, bản Mỹ cũng trầy nhẹ luôn, mình cũng thanh lý với giá là 9 triệu luôn. Cây này là Galaxy Note 10 5G nha. Note 10 5G thì trầy nhẹ thôi, máy của bên mình thì máy còn rất là đẹp nha, tầm 98% nha mọi người. Note 10 5G này bên mình sẽ bán với giá là 6.650.000. Note 10 5G. Máy đẹp keng bên mình bán với giá là 7 triệu nha. Máy đẹp keng 99 như thế này là 7 triệu. Còn máy mà trầy nhẹ thôi, bên mình bán với giá là 6650. S10 5G nha. Cây này là cây S10, Galaxy S10. Sách tay Nhật nha mọi người. Mình có 3 màu, sách tay Nhật. Trắng, đen và xanh nha. S10 Galaxy S10 Nhật. Máy thì đẹp như mới luôn, 99%. S10 này bên mình bán với giá là 5.150.000. 5150 nha. S10 Galaxy S10 sách tay Nhật một sim 5150. Máy đẹp 99. Cây này là VinMax Zoe 3. Rồi 3 thì mình có máy nó hơi cắn nha, hơi xấu nha. RAM 2GB bên mình bán với giá là 1.400.000 và RAM 3GB bên mình bán với giá là 1.500.000 nha. Còn mình có một cây RAM 4GB bên mình bán với giá là 1.750.000. VinMax Activa nha. Activa này thì RAM 6GB, máy đẹp 98. Cây này bên mình bán với giá là 2.600.000 nha. Activa Oppo A93, máy hơi trầy nhẹ nha. 4.150.000. Galaxy S9 bản Mỹ nha mọi người, còn một cây cuối cùng thôi, máy đẹp 99.
3 triệu 2. Cây này là cây Oppo A1K. A1K thì bên mình bán với giá là 1 triệu 650 nghìn nha. Mi 10 Tr 5G, chip 865, máy đẹp 99, hàng chính hãng nha. Con này bản 128GB 7 triệu rưỡi và bản 256GB là 7 triệu 8 nha. Oppo Reno 6Z 5G. Cây này bên mình bán với giá là 7 triệu, máy đẹp keng. Nokia 7.2. 7.2 nứt lưng 2 triệu mốt nha. Nứt cái lưng này không có ảnh hưởng gì nha mọi người, chức năng đều full hết nha. Máy thì mình không có thay lưng, mình để mình bán rẻ cho mọi người xíu. Cây này là cây 11 Pro Max pin 87, máy Zenith nha. Cây này bên mình bán với giá là 16 triệu 2. Xiaomi. Con này là Mi 11 Lite 5G nha. Bản này là bản 5G màu hường. Cây này bên mình bán với giá là 7 triệu. Oppo Reno 4 Pro nha. Đây bị nứt kính nha. Reno 4 Pro. Giá con này thì yêu thương nha, 4 triệu 150 nghìn, Reno 4 Pro nha. Reno 3, cái Reno 3 này hơi trầy. 3 triệu tư, Reno 3 nha. Mình có cây Poco F3 nha. F3 này thì nói chung là máy này thì cũng chưa xài được có ba mấy bữa đâu. F3 full box phụ kiện đầy đủ nha. RAM 8 bộ nhớ trong 256GB. Bên mình sẽ bán với giá là 7 triệu 8 nha mọi người. Poco F3 nha, 7 triệu 8. VinMax Star 5. Star 5 này thì RAM 3 bộ nhớ trong là 64GB. Star 5 nha. 2 triệu 150 nghìn. Star 5 RAM 3 bộ nhớ trong 64. 2150 nha. Con này là con smartphone UMIDIGI Bixson GT nha mọi người. Con này là một con máy siêu bền nha, siêu bền. Anh em nào muốn xài con máy bền thì mua con này như nó có chống nước nè và rất là bền, chống va đập luôn. Đầy đủ phụ kiện zin. Con này thì bên mình bán với giá là 5 triệu tư. UMIDIGI Bixson GT nha. RAM con này là 8GB, bộ nhớ trong 128. Con này rất là bền luôn, nó là sản xuất ra thì chống va đập. Oppo Reno 6Z 5G, này là máy mới nha, máy mới chưa có, chỉ có khui ra thôi chứ chưa có sử dụng nha. Máy mới 100% luôn. Đây. Mới nha, chưa có dùng tới nha mọi người. Cây này thì bên mình bán với giá là 7 triệu 850 nghìn. 7850 nha. Reno 6Z. Poco X3 Pro. X3 Pro thì bên mình bán với giá là 4 triệu 9. Màu gold, máy đẹp 99, 49 nha. X3 Pro. Galaxy A71 có một cây. A71 thì bên mình sẽ bán với giá là 4 triệu 9 nha. Galaxy A71. Vivo V21 5G nha. V21 5G này thì bên mình bán với giá là 6 triệu 850 nghìn nha. V21 5G. Hôm nay mình có một cái máy tính bảng. Con này là con Galaxy Tab E nha mọi người. Tab E. Con này xài SIM nghe gọi như điện thoại luôn nha. Con này thì nó cũng ra cũng đã một thời gian rồi. Tab E này bên mình bán với giá là 2 triệu nha mọi người. Galaxy Tab E. Mình có một cây. Cây này là cây Xiaomi Mi 11 nha. Màn hình cong, máy thì đẹp keng 99, có tiếng Việt đầy đủ nha mọi người. Mi 11. Mi 11 thì chạy con chip Snapdragon là 888 nha, RAM 8GB. Camera chụp hình khá là đẹp luôn, pin cũng khá là ok. Con Mi 11 này thì bên mình bán với giá là 11 triệu nha. 11 triệu. Rồi, hôm nay thì cũng còn một số ít thôi. Anh em nào có nhu cầu muốn mua bán hay giao lưu trao đổi điện thoại thì cứ liên hệ trực tiếp với bên mình nha. Hôm nay thì mình về được Galaxy S10 này, nói chung là 5150, máy hay còn đẹp keng 99 nha mọi người. Đẹp keng, nguyên zin nha. 5150 nha. Anh em nào xem video cho mình like, share, chia sẻ, ủng hộ shop của mình nha mọi người. Cảm ơn tất cả mọi người đã quan tâm và theo dõi video của mình ạ. À.